VIP ID là gì? VIP ID là các visit thông minh dùng để chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và kết nối đến mọi người một cách nhanh chóng dễ dàng. Bằng cách chạm điện thoại vào thẻ hoặc quét mã QR được in trên thẻ, bạn có thể chia sẻ liên hệ, tài khoản mạng xã hội của mình đến với người đối diện ngay lập tức. Với kích thước nhỏ gọn, mỏng nhẹ, chỉ tương đương với một chiếc thẻ ngân hàng, VIP ID không chỉ giúp bạn trao đổi thông tin mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và thể hiện cá tính của riêng mình. Khi sử dụng hệ điều hành iOS, bước đầu tiên là mở khóa điện thoại. Bước thứ hai là chạm thẻ vào mặt sau hoặc mặt trước của chiếc điện thoại. Khi trên màn hình xuất hiện một đường link, bạn chỉ cần nhấn vào đó để tới trang cá nhân của mình. Còn nếu bạn sử dụng Android, bạn chỉ cần mở khóa màn hình và chạm thẻ vào mặt sau của điện thoại. Với những chiếc điện thoại đời cũ hơn, chưa hỗ trợ tính năng chạm thì bạn có thể mở camera để quét QR, đường dẫn về profile của bạn cũng sẽ hiện ra. Nếu camera của bạn chưa có tính năng quét QR, bạn hãy sử dụng Zalo, chọn tính năng quét mã QR ở góc trên bên phải màn hình và quét thông tin. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật hoàn hảo với VIP ID.